mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, đó là với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là thứ tư 27 tháng 4 2022, hiện tại là 9 giờ 45 phút. Cường cũng mới vừa vây xong ở bờ kè sông Sài Gòn bến Bạch Đằng. Bây giờ Cường tiếp tục đi từ ở dưới nhánh N1 qua nhánh N2 và nhánh 9, gửi vài hình ảnh cho cả nhà xem về cây cầu Thủ Thiêm 2, bởi vì ngày mai là lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 để cho thông xe ở cái cầu này. Cường thấy tình hình hiện nay ở cầu Thủ Thiêm 2 coi như hoàn tất rồi nha cả nhà. Cả nhà có thể thấy không, ở dưới cầu nhánh N1 họ đã gắn 3 tấm biển báo nha cả nhà. Biển phía trái để Nguyễn Hữu Cảnh 560m dành cho xe hơi đi. Còn hai tấm biển phía trái là thành phố Thủ Đức 800m, còn phía bên tay phải là Nguyễn Hữu Cảnh 560m. Giữa cầu Thủ Thiêm 2 họ dựng cái rạp để cho các đại biểu dự lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 cho thông xe cả nhà. Cả nhà có thấy trước mặt mình đó là những chậu bông á, họ sắp xếp các chậu bông dọc theo cái cầu tàu á cả nhà. Đây họ đang làm nè. Hiện tại cầu Thủ Thiêm 2 á, tất cả công nhân đang rất rút thi công để chuẩn bị cho cái ngày mai lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm cho buổi thông xe nha cả nhà. Đây họ dựng cái rạp để cho các đại biểu dự cái buổi khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 đó cả nhà. Cả nhà có thấy trên cầu dọc theo các lăng can á, họ đã gắn cờ xí nhiều màu nha cả nhà, để cho lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 á. Cả trên cầu các biển báo họ đã gắn hết rồi nha cả nhà. Hiện tại ở dưới cầu Thủ Thiêm 2 đó, tất cả công nhân đang rấp rút nè, trồng cây nè, lát gạch nè, để cho kịp ngày mai á cả nhà. Đây là ở dưới dạ cầu Thủ Thiêm 2 mà ở phía giữa nha cả nhà, thành ra họ phải làm cho kỹ ở phần này cho kịp ngày mai 28 tháng 4 lễ khánh thành cầu đó cả nhà. Nhà có thấy ở phía vỉa hè Miệt Ba Son cũng gần cái cầu chính đó, các công nhân họ đang gấp rút để lát gạch đó cả nhà.
ở phía già cầu nhánh chính đó cả nhà, họ đang lắp gạch nha cả nhà. Đây đây là ở phía dưới đầu cầu Thủ Thiêm 2 nhánh chính. Đây là hai tấm biển ở dưới đầu cầu, biển ở phía bên tay trái là thành phố Thủ Đức 800m, biển phía bên tay phải đó là công trường Mê Linh 900m và Nguyễn Hữu Cảnh 200m. Đây là tấm poster khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 28 tháng 4 2022 nha cả nhà. Hello Cường chào cả nhà. Ngày mai là thứ năm 28 tháng 4, Cường sẽ lên đây để ghi hình cho cả nhà xem về lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 tại đây nhé. Cường chúc cả nhà an lành và thật may mắn trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.